Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiếp trầm luân của đứa con ông Phạm Nhật Vượng, nhà máy VinFast tại Mỹ chưa mọc đã bị chống Ngày 6 tháng 1 năm 2023, báo VOA Tiếng Việt đưa tin Dự án nhà máy VinFast tại Mỹ đang bị một tổ chức phi lợi nhuận phản đối Vì e ngại tác động đến dòng nước và môi trường sinh thái VinFast dự kiến sẽ xây nhà máy sản xuất ô tô điện tại quận hạt Chatham, bang North Carolina, Mỹ và hiện nay họ đang cố gắng xin liên bang phê duyệt kế hoạch này. Theo VOA, hãng tin WRAL News tại North Carolina đã dẫn lời một nhân viên bảo vệ dòng sông Ho trong khu vực, bày tỏ sự lo lắng về khả năng chất lượng nước ở đây sẽ trở nên tồi tệ hơn khi công ty VinFast bắt đầu xây dựng nhà máy. Nhân viên này bày tỏ mong muốn đơn xin phép của VinFast sẽ bị từ chối. Hình ảnh báo đưa tin Mỹ phản đối dự án nhà máy VinFast. Hãng tin địa phương WRAL News cũng dẫn lời trưởng sư đoàn công binh lục quân Hoa Kỳ, ông Tommy Fennel, người đang xem xét đơn của VinFast. Ông Tommy Fennel nói chúng tôi sẽ xem xét dự án này một cách toàn diện và đảm bảo rằng không chỉ những tác động trên vùng đất, ngập nước mà còn đối với môi trường của con người chủ sở hữu của những bất động sản liền kề môi trường nước và tác động của toàn bộ dự án đều được xem xét cùng một lúc. Đơn xin phép của VinFast dài 284 trang có đoạn nhìn chung các tác động dự đoán của dự án được đề xuất ở mức vừa phải so với các loại dự án tương tự trong khu vực và xét riêng thì không gây ảnh hưởng mối đe dọa gì đáng kể hoặc sắp xảy ra đối với sự ổn định và toàn vẹn của hệ sinh thái thủy sinh trong lưu vực sông. Hình ảnh bản vẽ tổng thể về dự án cải tạo cầu đường liên quan đến nhà máy VinFast ở bang North Carolina. VinFast từng công bố kế hoạch xây nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ từ tháng 3 năm 2022. Nhà máy này sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point, hạt Chatham, với diện tích khoảng 800 hecta. Dự kiến bao gồm 3 khu chính, khu sản xuất và lắp ráp ô tô điện và xe bus điện khu sản xuất pin cho các loại xe và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khởi công trong năm 2022. Tuy nhiên, đến nay VinFast vẫn chưa xin được giấy phép thì có vẻ như kế hoạch này không thành công. Khi VinFast công bố kế hoạch này, báo chí trong nước rất hồ hởi và đồng loạt tung hô, họ dẫn Twitter của tổng thống Joe Biden và dẫn lời bộ trưởng thương mại North Carolina nói về sự kiện này đại ý nước mỹ vui mừng vì vinfast đã lựa chọn để xây dựng nhà máy tại mỹ tạo công ăn việc làm cho người mỹ và đem lại nguồn thu cho nước mỹ hình ảnh văn phòng đại diện của vinfast tại mỹ tuy nhiên cả báo giới việt nam cả vinfast và cả ông phạm nhật vượng có lẽ không hiểu rằng tại một đất nước pháp quyền như nước mỹ cả hệ thống của họ đều vận hành dựa trên luật các vị quan chức dù là tổng thống cũng không có quyền can thiệp vào hệ thống để dễ giải cho bất kỳ ai như kiểu quan chức việt nam anh muốn đầu tư vào đất nước tôi, tôi hoan nghênh, nhưng anh phải làm đúng luật, đúng quy định về tất cả các tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn môi trường, khí thải, nước thải. Và một điều nữa, chắc chắn ông Vượng không nghĩ ra khi quyết định đầu tư vào Mỹ, đó là vai trò của các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Có lẽ ông không hiểu được sự vận hành của xã hội Mỹ, cứ nhìn vào cách ông bỏ phong bì cho nhà báo Mỹ là biết. Tại Mỹ hiện có khoảng 1,5 triệu tổ chức phi chính phủ, họ là những tổ chức tình nguyện tư nhân hoạt động trong lĩnh vực mà họ quan tâm rất nhiều tổ chức trong số đó là những tổ chức bảo vệ môi trường chống lại các tác động xấu từ các ngành công nghiệp tùy theo quy mô và mức độ hoạt động có nhiều tổ chức tác động rất lớn đến môi trường chính trị ở tầm quốc gia hoặc địa phương một doanh nghiệp nếu gặp phải lực cản từ các tổ chức phi chính phủ sẽ rất bất lợi nhiều trường hợp đã phải hủy bỏ dự án của họ hình ảnh lễ ký kết hợp tác giữa chính quyền bang north carolina và vinfast theo voa để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện của vinfast chính quyền north carolina sẽ phải nâng cấp cầu đường có đoạn đi gần đến thị trấn nhỏ mercury thuộc quận hạc chatham một vài ngôi nhà sẽ bị tháo dỡ để làm đường một số đoạn đường sẽ được mở rộng và một số nút giao thông sẽ được thiết kế lại rộng rãi hơn dẫn thẳng đến nhà máy Kế hoạch này cũng chưa chắc đã thuận lợi nếu gặp phải sự phản đối của người dân địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Kiếp trầm luân của đứa con ông Phạm Nhật Vượng, nhà máy VinFast tại Mỹ chưa mọc đã bị chống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những tin tức mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đức vẫn tiếp tục xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và quyết tâm theo đến cùng. Nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo chấm đê là một trong những người đã đưa tin về vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sớm nhất. Ông cũng luôn theo sát những diễn biến mới của phiên tòa xử những kẻ đã tham gia vào án này. Theo tường thuật của nhà báo Lê Trung Khoa, ông Lê Anh Tú đã bác bỏ cáo buộc của tòa về việc ông trực tiếp tham gia vụ bắt cóc. Lê Anh Tú là bị cáo thứ hai trong vụ án này. Bị cáo đầu tiên là ông Lê Thanh Hải đã bị kết án 10 tháng tù giam vào năm 2017, nay đã mãn hạn tù. Vì ông Tú bác bỏ cáo buộc nên Tòa Thượng Thẩm Berlin đã đưa ra những bằng chứng mới và mời thêm nhân chứng mới và khả năng phiên tòa còn phải kéo dài thêm nhiều tuần nữa. Hình ảnh chiếc xe được dùng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Bằng chứng quan trọng nhất là mẫu DNA của ông Tú được cảnh sát tìm thấy trên ghế lái của chiếc xe 7 chỗ được dùng để bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Nhiều bằng chứng khác như dữ liệu từ chiếc điện thoại di động của ông Tú vào thời điểm vụ án xảy ra cũng cho thấy ông Tú là người biết kế hoạch bắt cóc và trực tiếp tham gia. Ông này cũng là người chở ông Trịnh Xuân Thanh và một số an ninh Việt Nam đến Bratislava, thủ đô của Slovakia hành trình này của ông bị camera trên đường cao tốc ghi lại luật sư của ông tú cho rằng các video trên đường cao tốc là để kiểm soát giao thông nhưng tòa lại lấy làm bằng chứng như vậy là không hợp pháp luật sư của ông tú còn yêu cầu bên tòa triệu tập những người đã trốn về việt nam như ông đào quốc oai ông lê thanh hải hay thậm chí là cả ông trịnh xuân thanh rõ ràng luật sư biết không thể nào triệu tập những người này nhưng vẫn yêu cầu đây chỉ là những thủ thuật để vô hiệu hóa phiên tòa Hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh bị dẫn giải về Việt Nam. Trước tòa, bà Trần Dương Nga, vợ ông Thanh khai rằng điều kiện ở nhà tù Việt Nam rất tồi tệ. Ông Thanh bị biệt giam trong căn phòng chỉ 4 mét vuông trong suốt 3 năm đầu tiên khi bị bắt về Việt Nam. Mỗi tháng chỉ được gọi điện một lần về nhà và được gặp người thân một lần. Đến năm 2021, ông Thanh mới được chuyển về phòng giam bình thường có điều kiện khá hơn. Ông phải đi lao động và học tập cải tạo mỗi ngày cùng với những tù nhân khác. Phòng giam của ông có 26 thường phạm, cho đến tận bây giờ, ông Thanh vẫn chưa được liên hệ với luật sư của mình. Ông Vũ Đình Duy, một người em họ của ông Trịnh Xuân Thanh, cũng là cựu lãnh đạo một công ty thuộc tập đoàn dầu khí và cũng bị Việt Nam truy nã. Ông Duy khai trước tòa rằng ông từng gặp ông Tú nhiều lần sau khi sang Praha Cộng hòa Séc. Ông Tú rất thân thiết với ông Đào Quốc Oai. Ông Oai là người được cho là đã đi thuê xe tiến hành vụ bắt cóc theo nhà báo Lê Trung Khoa, vụ án này chưa kết thúc bởi còn nhiều nhân viên an ninh tham gia vụ bắt cóc đang bị Đức truy nã và Đức sẽ theo đuổi vụ này đến cùng. Ông Tú đã từng trốn về Việt Nam sau vụ án, đến 5 năm sau khi ông quay lại Đức thì bị bắt. Ông Tú được cho là hoạt động như một mật vụ cho công an Việt Nam tại châu Âu. Hình ảnh trụ sở đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, nơi giam giữ Trịnh Xuân Thanh sau khi bắt cóc và chuẩn bị đưa về Việt Nam. Sau khi Đức mở phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú thì cơ quan hình sự quốc gia Slovakia đã mở lại hồ sơ điều tra những quan chức chính phủ của họ có dính líu đến vụ này. Bộ trưởng nội vụ lúc đó là ông Robert Kalinyak cũng bị nghi ngờ là đã biết rõ nội tình nhưng vẫn cho phía an ninh Việt Nam mượn máy bay, thậm chí còn yêu cầu Ba Lan cho bay qua không phận với lý do công vụ. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi ông này đang nộp hồ sơ xin tị nạn tại Đức là một vết nhơ của Việt Nam trong mối quan hệ đối ngoại khi chính phủ Việt Nam còn chưa chịu thừa nhận và phối hợp điều tra với chính phủ Đức, thì vụ án vẫn chưa thể chấm dứt. Cộng hòa Liên bang Đức là một nhà nước pháp quyền có tư pháp độc lập và không ai có thể can thiệp được kể cả chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Đức vẫn tiếp tục xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và quyết tâm theo đến cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm Đề.